Chào mừng Kiếp đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn lịch sử và địa lý lớp 5, trang 72 đến trang 75, sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 18, nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Kem quan sát đây là lá cờ của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, thủ đô là Viêng Chăn, diện tích là 230,8 nghìn km vuông, số dân là 7.425.000 người năm 2021. Thì sau khi học xong bài này, các em sẽ xác định được vị trí địa lý của nước Lào trên bản đồ hoặc là lược đồ, nêu được một số đặc điểm cơ bản về tự nhiên và dân cư của nước Lào, sưu tầm một số tư liệu như tranh ảnh, câu chuyện lịch sử, tìm hiểu và mô tả được một số công trình tiêu biểu của Lào như cánh đồng Chum, cố đô Luông Pha Băng, Thạc Luổng, v.v. Khởi động, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là quốc gia có chung đường biên giới dài nhất với Việt Nam. Em hãy nêu những hiểu biết của em về quốc gia này. Như vậy chúng ta biết về quốc gia này như thế nào thì chúng ta sẽ nêu ra. Kem quan sát hình 1 lược đồ tự nhiên Lào. Khám phá số 1 nhỏ vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên. Vị trí địa lý, đọc thông tin quan sát hình 1 em hãy xác định vị trí địa lý của Lào. Thì Lào thuộc bán đảo Đông Dương ở khu vực Đông Nam Á. Lào không giáp biển, có chung đường biên giới với Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Campuchia. Đây các em thấy nè, có chung đường biên giới với Myanmar, Thái Lan, Campuchia. Như vậy vị trí của Lào là quốc gia thuộc bán đảo Đông Dương ở khu vực Đông Nam Á. Lào có chung đường biên giới với các quốc gia Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Lào không giáp biển. Tiếp theo đặc điểm tự nhiên, đọc thông tin và quan sát các hình 1, 2, em hãy nêu đặc điểm tự nhiên của Lào. Kem quan sát hình 2, sông Mekong đoạn chảy qua Luông Pha Băng. Địa hình của Lào chủ yếu là đồi núi cao về phía đông và phía bắc, thấp dần về phía tây và phía nam. Boloven xuyên khoảng là hai cao nguyên lớn ở Lào. Các đồng bằng như Savannakhet, Champasak phân bố chủ yếu ở phía nam. Lào có khí hậu nhiệt đới với hai mùa trong năm, mùa khô và mùa mưa. Lượng mưa thì khá lớn nên rừng phát triển có nhiều loài động thực vật quý. Phần lớn các con sông bắt nguồn từ miền núi phía bắc và phía đông đổ vào sông Mekong. Sông có nhiều gành thác, giàu phù sa và thủy sản. Như vậy chúng ta sẽ nêu đặc điểm tự nhiên của Lào. Thì địa hình của Lào chủ yếu đó là đồi núi và cao về phía đông và phía bắc, thấp dần về phía tây và phía nam. Khí hậu thì nhiệt đới với mùa khô và mùa mưa. Lượng mưa lớn nên rừng phát triển có nhiều động thực vật quý hiếm. Sông Mekong là con sông lớn nhất chảy qua Lào, có nhiều gành thác, giàu phù sa và thủy sản. Tiếp theo hai nhỏ đặc điểm dân cư. Đọc thông tin quan sát hình 3 em hãy nêu đặc điểm dân cư của Lào. Hình 3 biểu đồ thể hiện số dân của Lào giai đoạn năm 1990 đến năm 2021. Thì số dân của Lào không lớn, đạt khoảng 7.425.000 người năm 2021. Tốc độ tăng dân số nhanh. Mật độ dân số khoảng 32 người trên km vuông. Dân cư thì phân bố khá thưa thớt và không đều, tập trung chủ yếu ở đồng bằng, thung lũng sông lớn, vùng nông thôn. Phần lớn dân cư là người tộc Lào, là dân tộc Lào. Các dân tộc khác như Khmer, Mông thì chiếm tỷ lệ nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ nêu đặc điểm dân số Lào như sau. Số dân của Lào không lớn, đạt 7.425.000 người năm 2021, tốc độ tăng dân số. Nhanh. Mật độ dân số khoảng 32 người trên km vuông. Dân cư thì phân bố khá thưa thớt và không đều, tập trung chủ yếu ở đồng bằng, thung lũng sông lớn, vùng nông thôn. Phần lớn dân cư
là dân tộc Lào, các dân tộc khác như Khmer, Mông thì chiếm tỷ lệ nhỏ. Số 3 nhỏ một số công trình tiêu biểu. Đọc thông tin quan sát các hình 4, 5, 6, em hãy mô tả một số nét nổi bật của các công trình tiêu biểu của Lào. Thì các công trình tiêu biểu của Lào đầu tiên là cánh Đồng Chum. Thì cánh Đồng Chum là khu di tích văn hóa lịch sử đặc biệt ở Lào. Ở đây có khoảng hơn 2.000 chum lớn nhỏ được dựng lên từ rất lâu đời, nằm rải rác dọc theo cánh đồng thuộc cao nguyên xuyên khoảng. Các chum thì có kích thước lớn, chiều cao phổ biến là 1,5 đến 2 mét, đường kính trung bình là 1,5 mét. Di tích này cho biết thông tin về đời sống phong tục của người Lào cổ. Các em quan sát hình 4, cánh đồng chum ở cao nguyên xuyên khoảng. Tiếp theo, công trình tiếp theo là hình 5, tháp Thạc Lũng ở thủ đô Viên Chăn. Thạc Lũng là cái công trình tiêu biểu mang đậm cái giá trị văn hóa của cư dân Lào. Công trình được xây dựng vào năm 1566 với trung tâm là một cái tháp lớn đặt trên đế của một đài sen hình vuông. Bao quanh công trình là 30 tháp nhỏ được trang trí bởi 332 hình lá bồ đề cách điệu. Trên các tháp nhỏ có ghi lời dạy của Đức Phật. Như vậy, một số nét nổi bật của công trình tiêu biểu của Lào thì các em có thể là nêu cánh Đồng Chum có khoảng 2.000 chum lớn nhỏ nằm rải rác dọc theo cánh đồng thuộc cao nguyên xuyên khoảng, các chum có kích thước lớn. Rồi tiếp theo là Thạc Lũng, mang đậm cái giá trị văn hóa của cư dân Lào, trung tâm là một tháp lớn đặt trên đế của một đài sen hình vuông, bao quanh là các tháp nhỏ được trang trí bởi hình đá bồ đề cách điệu. Rồi tiếp theo là cố đô Luông Pha Băng, thì có hàng chục ngôi chùa cổ với cái nét kiến trúc độc đáo, ngoài ra còn có bảo tàng cung điện hoàng gia Lào để giữ gìn bảo quản nhiều cổ vật quý hiếm. Rồi em có biết cố đô Luông Pha Băng? Luông Pha Băng tiếng Lào có nghĩa là kinh thành Phật, thì nơi đây từng là kinh đô của Lào từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16 với các tên gọi như Mường Xoa, Xiền Đông. Ở Luông Pha Băng vẫn còn giữ được hàng chục ngôi chùa cổ với nét kiến trúc độc đáo. Ngoài ra nơi đây còn có bảo tàng cung điện hoàng gia Lào để gìn giữ bảo quản nhiều cái cổ vật quý hiếm và nếp sinh hoạt của hoàng gia Lào. Hình 6, bảo tàng cung điện hoàng gia Lào ở Luông Pha Băng. Tiếp theo, luyện tập 1, vẽ sơ đồ thể hiện đặc điểm tự nhiên và dân cư Lào. Thì chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ như sau: Lào, đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư. Đặc điểm tự nhiên, đồi núi cao, đông bắc thấp ở tây nam, rừng rậm, nhiều động vật, thực vật quý hiếm do mưa lớn, khí hậu nhiệt đới với hai mùa khô mưa, sông Mekong có nhiều gành thác, giàu phù sa, thủy sản. Về dân cư thì dân cư có dân số không lớn, tốc độ tăng nhanh, phân bố thưa, không đều, phần lớn là dân tộc Lào, số lượng ít như Khmer, Mông. Tiếp theo câu 2, vì sao nhiều sông của Lào bắt nguồn từ phía Bắc và phía Đông? Thì nhiều sông của Lào bắt nguồn từ phía Bắc và phía Đông là vì phía Bắc và phía Đông có địa hình cao, chủ yếu là đồi núi, địa hình dốc nên quyết định hướng chảy của toàn bộ hệ thống sông suối. Cuối cùng, vận dụng sưu tầm tranh ảnh thông tin về một công trình tiêu biểu của Lào và chia sẻ với bạn. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử và địa lý lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.